Cuối năm tưng bừng với các bữa liên hoan tất niên thì chắc chắn là mọi người sẽ muốn có một món tráng miệng ngọt ngào, và Nama chocolate là một sự lựa chọn hoàn hảo để nhâm nhi sau bữa. Nhưng ăn Nama chocolate làm sao để vừa vẫn duy trì được lối sống healthy mà vẫn có thể ăn mừng lễ hội cuối năm cùng bạn bè đây? Lại đây mình chỉ cách làm cho nha. Đầu tiên là hãy sử dụng sô cô la đen khoảng 75% cacao để thay cho sô cô la sữa nhá. Thêm khoảng 20g bơ nhạt và khuấy đều hỗn hợp này trên chảo nóng. Thay vì sử dụng kem tươi, mình sẽ thay thế sang nước cốt dừa. Khuấy đều cái hỗn hợp sô cô la đen, bơ nhạt và nước cốt dừa lên. Sau đó sẽ đổ hỗn hợp lại vào khuôn và để ngăn mát cho hỗn hợp đông lại. Thay vì những lần trước phải để ngăn mát từ 7 đến 8 tiếng thì món Nama chocolate của mình mới đạt được độ cứng hoàn hảo, thì bây giờ chỉ cần bỏ vào ngăn mát extra cool zone tầm 2 tiếng là món Nama chocolate của mình đã sẵn sàng để thưởng thức rồi. Với mức nhiệt là 2 độ C, mức nhiệt lý tưởng để làm lạnh nhanh thực phẩm mà không gây đông cứng. Ngoài ra cái ngăn này còn được ngăn cách bằng nắp kháng khuẩn, không lo thực phẩm bị lẫn mùi và nhiễm khuẩn chéo đâu. Thêm một cái hay ho nữa là em tủ lạnh Panasonic này còn thêm tính năng Blue AG Plus giúp vô hiệu hóa 99,99% vi khuẩn, giúp cho môi trường bên trong tủ lạnh luôn được sạch khuẩn. Thực phẩm cũng vì thế mà tươi ngon, sẵn sàng cho mình chế biến các công thức healthy để sharing cho mọi người. Tủ lạnh này thì mình mua ở Điện Máy Xanh. Hiện tại cũng đang là cuối năm nên có rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho một số model, vừa được trả góp 0% mà còn được tặng thêm 1 năm bảo hành VIP Care nữa. Được ăn một món tráng miệng ngon này, healthy này mà lại không sợ nhiễm khuẩn thì chắc chắn là yên tâm hơn nhiều rồi đúng không nào?